Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm một cái máy farm sắt siêu dễ và siêu hiệu quả nhé. Các nguyên liệu mà anh em cần chuẩn bị ở đây đó chính là hai xô nước, một xô lava 8 block, 12 slab, 48 hàng rào đá, hai rương, một căn linh hồn, ba giường, ba phễu và bốn tấm biển nhé. Đấy, đấy là tất cả các nguyên liệu mà anh em cần chuẩn bị để xây dựng một cái máy farm sắt siêu hiệu quả. Ok, đầu tiên thì anh em giúp mình đào xuống là 3 block 3 x 3 nhá, 3 x 3. Rồi anh em đào xuống sâu thêm 8 block nữa. Khi mà anh em đã đào xuống thì anh em giúp mình là chọn ra một phía nhá, cũng đào 3 x 3 luôn. Rồi ok. Thì anh em đào thêm một cái rãnh ở giữa này và đào sâu thêm 2 block nữa. Rồi ok. Và ở phía trên á thì anh em đào thông lên trên giúp mình nhá. Để một lát nữa thì tụi mình sẽ thả zombie xuống đây. Rồi ok, đổ nước, đặt căn linh hồn và anh em sẽ đổ nước vào. Ở đây thì anh em giúp mình đặt cho mình ba cái giường nhé. Sau đó thì anh em sẽ bỏ ba con dân làng xuống đây. Và ở bên này thì anh em dùng phiến đá mịn á, cái slab ấy anh em. Mình chỉnh lại cái thời gian ban ngày cho nó sáng xíu ha, nó hơi tối. Anh em đặt slab ở đây thứ nhất là tránh zombie nó tiếp cận dân làng và thứ hai nó không thể giết được dân làng được á. Rồi ok, sau khi mà anh em đã làm xong như thế này thì anh em giúp mình lên trên nhá. Đếm 1 2 3 block thì anh em sẽ dựng ở đây, tức là xây ở cái thứ tư, tức là ba cái block ở trên đó. Sau đó thì anh em sẽ bỏ phân làng này xuống ha. Anh em có thể dùng thuyền hoặc là anh em làm một hàng rào cho nó chạy xuống cũng được. Sau khi mà các dân làng nó xuống dưới đây rồi, xuống hết dưới rồi, anh em bít lại. Ok chưa? Rồi anh em sẽ mở rộng ra mỗi bên thêm một block nữa. Mở rộng đều ra mỗi bên thêm một block nữa ha. Rồi sau đó thì anh em giúp mình đào ở đây. Để làm gì? Để anh em sẽ tiến hành đặt rương nhé. Mọi người sẽ tiến hành đặt rương ở đây này. Đặt rương, đó, đặt rương. Và anh em sẽ hướng cái phễu vô cái rương nhé. Sẽ có ba cái phễu hướng vào cái rương. Để cho mọi vật phẩm nó rơi ra thì nó sẽ vào cái rương của anh em luôn nhé. Ở đây thì là vị trí để anh em có thể là thu nhặt, nói chung là lấy sắt đấy anh em. Sau khi mà sắt nó rơi vào dương thì anh em có thể lấy sắt từ đó. Và xung quanh thì anh em sẽ dùng 48 cái hàng rào đá để anh em xây lại cho mình nhé. Sau khi mà bít xong á thì cái chỗ mà cái rương này anh em giúp mình là đặt mình cái tấm biển vô đây nhé, hai cái tấm biển ở đây và hai cái hai bên như thế này. Để làm gì? Để khi mà anh em đổ lava vào thì nó sẽ chỉ có ở trên thôi anh em ạ. Nó sẽ có một ô, một block ở trên này thôi. Thì nó sẽ không tiêu hủy các vật phẩm mà anh em rút ra. Ở phía đối diện á, thì anh em giúp mình là thả nước để cho nó trôi hết vào. Đấy, ví dụ như là cái con golem mà nó spawn ra thì nó sẽ trôi vào cái chỗ lava này. Đó, đơn giản vậy thôi anh em ạ. Nguyên lý nó khá là đơn giản và khá là dễ thực hiện ha anh em ha. Rồi, còn cái con zombie này thì mình sẽ tiến hành là sử dụng các bước. Ok, ở đây thì mình sẽ lấy một cái hàng rào nhá. Mình đang chơi chế độ sáng tạo á, thì để cho nó nhanh, thực hiện cái video cho nó nhanh hơn hai anh em ha. Mình sẽ xây một đường cho con zombie này nó tự động, nó chui vào cái lỗ này nhá. Rồi ok, sau khi mà anh em đã xây xong một cái hàng rào á thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại thời gian ban đêm nhé. Bởi vì nếu mà ban ngày ra là thôi toang luôn con zombie của anh em ấy. Đó, nó sẽ tự động rớt xuống ha. Ok anh em bít lại nhá, để khi mà ban ngày á, ở thời gian ban ngày thì zombie của anh em sẽ không bị chết. Rồi sau đó thì anh em sẽ phá hủy cái hàng rào này đi. Đó, chưa gì thì golem nó đã spawn ra rồi anh em ạ. Nhanh lắm. Nếu mà anh em làm đúng thì nó sẽ spawn ra nhanh lắm.
vừa rồi thì đã được 5 sắt với một bông hoa rồi anh em ạ. Nếu mà anh em nào muốn xây thêm bộ lọc thì anh em có thể xây thêm đó. Trời ơi, golem nó lại xuất hiện luôn rồi. Rất là nhanh anh em ạ. Nói chung là anh em xây dựng một khu AFK để tránh quái vật nhá. Đó, và golem thì nó spawn liên tục luôn. Đó, thấy không? Golem nãy giờ nó spawn liên tục luôn anh em ạ. Quá trời luôn. Quá trời golem luôn anh em ạ. Thì đây là một cái máy farm sắt rất dễ và hiệu quả nhá. Ồ, anh em có thể là thấy là mình đã được 20 cục sắt thì nãy giờ mới có một xíu thôi anh em ạ. Nếu mà anh em đi đào, anh em đi mai thì nó còn lâu, rất lâu hơn rất là nhiều luôn. Thì đây là một cái máy farm sắt rất là hiệu quả ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhá. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhá. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.